Bọn anh sẽ cần một số cái lồng tiếng Aligriku nhá. Nhưng bọn anh sẽ cần một số lồng tiếng của nhân vật nữ em ạ. What the hell? Cho nên là nó sẽ có cả nữ ma, nữ quỷ và nữ người. À, ý anh là dành nữ ma, nữ quỷ cho em, còn nữ người cho cái Aligriku gì? Em nghe cho nữ người cũng lên tiếng. Bọn anh chỉnh chốt. Nói chung là nhá, lồng tiếng xong rồi được một suất game free không phải mua nhá. That's pretty good. Hợp lý anh ơi. Được nó bây giờ. Thế đấy chứ không thì anh cũng đéo cho free đâu. Anh thật. Ra thì anh cũng phải tiết lộ với em là cái nhân vật nữ chính trong game của anh là bị hiếp dâm. Em lồng tiếng thì nó là cái con người bị hiếp dâm đúng không? Một chút. Vậy cho chị lên lồng tiếng bị hiếp dâm thì em lồng tiếng con me cho. Thôi em ơi chị không hợp. Nó bị hiếp dâm ấy là nó hơi khó một chút, em cần là cái tự nó nhập vai em nhá. Cô gái rất ngây thơ đúng không? Từ cái vấn đề là cô gái trong game rất ngây thơ, chưa chồng. Nên là phải là chưa chồng mới hợp được. Thật. Ủa chưa chồng làm sao bị Mỹ hiếp được anh? Chưa chồng làm sao bị Mỹ hiếp được anh? Phải có chồng mới bị hiếp được. Liệt quá. Đéo thế. Đéo hiểu. Đéo ai đi hiếp còn một chồng, mày bị điên à? Ồ em tưởng là chưa chồng là chưa bị hiếp chứ. Còn có chồng rồi mới bị hiếp chứ. Khi bị chồng hiếp á. Khi bị chồng hiếp á. Em bị điên à? Tớ là nước ơi, chồng tôi hiếp tôi à? Đéo ai săn cứu. Em ơi, nếu mà chồng hiếp mình ý thì chỉ có là kiểu giả bộ với nhau thôi, hai vợ chồng làm một cái gì đấy nó thay đổi. Cho đổi mới đi thì nó mới nó lại hợp lý vãi lộn luôn. Nó mới kiểu dạng bây giờ bàn nhau nhá, tối nay mình đóng vai là em là người bị hiếp nhá. Đấy cho nó đổi mới. Thì như thế nó lại bị giả chân. Em hiểu không? Như thế thì lồng tiếng nó sẽ bị giả chân. Chính vì thế là em thằng nào pháp tạo này nó có thích chơi rút cho mấy kiểu nó cũng cho mấy tình huống kiểu ấy mà nó xa lánh hiện tại ấy, khổ quá khổ. Còn đóng cả thầy giáo với học sinh nữa cơ mà. Thầy giáo pháp à? Ủa như vậy lại lân não lại liên quan gì đến loạn lân thầy giáo với học sinh, liên quan gì đến loạn lân? Em cười cái đấy là thuần phong mỹ tục em ạ, chứ thuần phong mỹ thuật. Dạ đúng rồi, thuần phong mỹ tục á. Chứ còn loạn luân kia nó là luân thường đạo lý em ạ nhá. Cái thuộc về nó luân thường đạo lý thì thường liên quan đến vấn đề đề về gia đình, em hiểu không? Dạ. Thôi rồi nhá, anh chốt lại hai nhân vật nữ nhá. Một nhân vật nữ thường và một nhân vật nữ quỷ nhá. Đấy, còn lại nhân vật nam chính là đương nhiên là anh lồng tiếng rồi. Bây giờ anh chắc là anh thích chơi người rồi, chứ không chẳng ai chơi ma chơi quỷ à, đúng không? Lúc nào được game bọn anh đang muốn có sự đổi mới phải không? Thôi đang muốn sự đổi mới trong phong cách. Nó nhiều phương án lấy lắm. Tức là vậy, người lại ghen với cả ấy bị chơi đấy. Ma kiểu nhìn thấy người ấy nhau ấy, thế là nhảy vào. Hoặc là người nhìn thấy người thì ngấy, mà tôi nhìn thấy ma lại thấy có cảm hứng kiểu vậy. Ủa vậy là anh Dũng ấy con nghe hả? What? Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Trời ơi, thế là anh đoán thế. Thì con Riku này tâm mệt quá. Cam hôm nay nét quá, Cam đang bán ở dạo, dạo này này nhá, lâu không nghe, không tiếp xúc với Riku, dạo này thấy Riku nó level nó khác quá anh. Level em thợ đẳng rồi chị, đẳng đẳng à? Dạ, không đủ chỉ có đẳng nhỉ? Dạ. Nhá lâu không gặp Riku nhá, thấy à? Mấy cái từ nó bắt đầu nó thấy dạo này nó cứ kiểu già dặn ra rồi đấy. Dạ. Hay là em có vấn đề gì về tâm sinh lý rồi? Em có vấn đề gì về tâm sinh lý, em có đổi mới gì không? Không hiểu ra những cái thứ mà, thậm chí những cái thứ bọn tao nói đâu, tao còn chưa hiểu được nghĩa gì, nó đã hiểu ra rồi. Kinh. Thế nào? Tại vì em mới mọc răng khô mà. À,
tưởng em mới mọc lông. Hả? Những lời lẽ đê tiện gì cũng nói ra được sao? Anh tưởng là bây giờ là mới mọc lai khôn. Cái đó là nó tự có chứ nó không cần phải mọc anh ơi. Nó biết sao sao được. Ai bảo nó biết sao được. Quá trình chứ. Dạ. Giống như răng ấy, răng khôn thực ra là nó có sẵn đấy chứ. Đúng rồi. Có hả? Mình nhú ra ấy, chả biết. Đúng rồi, nhớ lên là mình nhú ra ấy chứ. Em nhá, này để em chứng tỏ. Không thể hỏi Linh mà sao. Nó cũng mãi đến tận năm. Cái gì? Nhờ Linh nhờ. Là sao? Mọc le ra. Ok, hello anh em. Trước khi hôm nay chơi game thì thông báo với anh em một tin, đó là bọn tôi vừa mới mời được hai nữ diễn viên để lồng tiếng cho cái tựa game kinh dị do Doom Studio sản xuất. Đấy, ba nữ đấy. Thấy không? Bọn tôi đã chọn được luôn Riku và Mai Linh. Riku sẽ ở vai nữ thường và Mai Linh sẽ ở vai nữ quỷ. Cho nên là rất là có một cái điều hay ở đây là bọn tôi sẽ không mất tiền để thuê người lồng tiếng, chỉ cần cho chúng nó chơi free thôi. Không thêm là được. Đấy. Cho nên là có vấn đề gì đâu. Lồng tiếng chuẩn bị em gì nữa. Nhân vật chính thì đã chốt là tôi nhá. Tôi lồng đấy. À đâu, nhân nữ thường là bị hiếp, còn nữ quỷ là đi hiếp người. Ui, hợp lý. Ui, hợp lý. Ủa thầy nghe như vậy. Ôi, em cũng không nữ quỷ. Không nhá. Em nói thật luôn nhá, em lúc nào cũng có một cái tâm lý anh ạ, là một cái tâm lý kiểu làm chủ động ấy. Tự nhiên nghĩ đến cái cảnh mà mình cầm cái cu giả chẳng hạn. Ghét là đít. Kiểu đấy. Ôi. Hợp lý nhỉ? Sao không cầm hàng thật mà lại cầm hàng giả? Chị làm gì có hàng thật em? Chị làm gì có hàng thật em? Oh really? Thôi. Thế là câu chuyện kết thúc đây rồi anh em ạ. Đấy, nói chung là cái tin rất nhỏ mà tôi muốn báo đây anh em thôi. Còn lại những cái thứ Mai Linh vừa nói là fake lưu anh em nhé. Fake lưu. Đấy. Và nó là rất là fake lưu thôi. Dự như anh em xem mấy cái phim người nghiện, cái thằng Tom Holland nó thỉnh thoảng nó hay tiết lộ spoil chi tiết ý. Đấy, Mai Linh nó gần gần giống kiểu như vậy. Tôi không spoil nhá, không spoil để chi tiết thì...